Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Minh Quang và trong video ngày hôm nay thì Quang sẽ chia sẻ với các bạn về những cái câu hỏi mà hay sai nhất trong cái bộ đề thi 600 câu hỏi dành cho sát hạch giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Thì đây là cái thống kê của những cái app thi thử giấy phép lái xe và mình đã chọn ra được 50 cái câu mà hay sai nhất để có thể giải đáp cho các bạn dễ hiểu nhất, dễ nhớ nhất và các bạn có thể nhớ được lâu nhất để khi mà chúng ta bước vào kỳ thi sát hạch thì chúng ta sẽ không bị làm sai những câu này nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem qua một số những cái thông tin về các cái hạng giấy phép lái xe, về cái thời gian làm bài, về cái điểm mà chúng ta đạt được nhá. Nếu mà bạn nào chưa kịp xem thì các bạn có thể tạm dừng video này lại hoặc là các bạn chụp ảnh màn hình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái câu hỏi đầu tiên, đó là câu số 38. Thì đây là một cái câu mà mọi người rất hay làm sai nhá. Câu 38, bạn đang lái xe phía trước, có một xe cảnh sát giao thông không phát tín hiệu ưu tiên thì bạn có được phép vượt hay không? Thì cái câu này mọi người hay làm sai bởi mọi người không đọc kỹ cái câu hỏi. Mọi người chú ý cho mình cái từ nhá, không phát tín hiệu ưu tiên. Đấy, chứ không phải là phát tín hiệu ưu tiên nhá, mà có chữ không này, không phát tín hiệu ưu tiên thì xe của bạn có được phép vượt hay không? Thì đối với những cái xe mà không phát tín hiệu ưu tiên thì nó cũng giống như những cái phương tiện tham gia giao thông bình thường trên đường thôi. Thì chúng ta có thể và chúng ta được vượt cái xe đó nếu mà không có biển báo cấm vượt này hay là không ở những cái đoạn mà ví dụ như trên cầu có một làn đường các thứ này đó thì cái đáp án của chúng ta đó là được vượt khi đảm bảo an toàn nha các bạn nhé thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án thứ tư chúng ta chỉ không được vượt khi là có cái biển báo cấm vượt hay là ở những nơi ví dụ nhà phần đường dành cho người đi bộ qua đường này trên cầu hẹp các thứ này còn những cái chỗ mà đảm bảo an toàn thì chúng ta sẽ được vượt Tiếp theo là câu số 40. Người lái xe không được quay đầu xe trong các trường hợp nào dưới đây? Thì người lái xe không được quay đầu xe trong những trường hợp ví dụ như là phần đường dành cho người đi bộ qua đường này, trên cầu, đầu cầu, đường cao tốc, đường hẹp, đường dốc tại nơi giao nhau với đường tại nơi giao nhau tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt là người lái xe không được phép quay đầu xe. Còn ở cái đáp án số 2 thì chúng ta sẽ để ý này. Ở phía trước hoặc phía sau của phần đường dành cho người đi bộ qua đường thì ở phía trước hoặc phía sau thì chúng ta vẫn có thể được phép quay đầu nếu mà đảm bảo an toàn nhé. Hay là như trên đường quốc lộ, trên đường quốc lộ ví dụ như đường quốc lộ 1A thì chúng ta vẫn được quay đầu. Đấy, hay là tại nơi đường bộ giao nhau. Các bạn chú ý cho mình nhé, tại nơi giao nhau nhưng không cùng mức với đường sắt. Đấy, không cùng mức với đường sắt thì chúng ta được phép quay đầu. Còn cùng mức với đường sắt là chúng ta không được phép quay đầu. Vậy nên đáp án của câu 40 này là đáp án số 1 nhé các bạn nhé. Các bạn chú ý cho mình nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi đến câu tiếp theo câu 61 Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 được phép điều khiển các loại xe nào dưới đây Rồi thì các bạn chú ý này Giấy phép A1 là cái giấy phép mà phổ biến nhất Thì chúng ta hay hay dùng hay chúng ta gọi hay gọi là giấy phép mà, bằng lái xe máy đấy Thì đối với cái bằng lái xe A1 thì chúng ta sẽ được điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh là dưới 175 phân khối Cùng với đó là chúng ta sẽ được điều khiển cái xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật. Thì các bạn cần lưu ý chỗ này nhé. Xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật. Nó khác với xe mô tô ba bánh nhé các bạn nhé. Đấy. Các bạn chú ý nhé. Xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật nhé. Đấy. Còn cái loại mà xe ba bánh bình thường ấy thì phải bằng A3 chúng ta mới điều khiển được. Vậy nên đáp án của câu số 61 này là cả ý 1 và ý 2 tức là xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm khối và xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật. Đấy, mọi người hay chỉ chọn mỗi cái đáp án số 1 thôi. Mọi người hay nhầm rằng là chỉ có bằng A3 mới được điều khiển xe ba bánh. Đấy, nhưng mà ở đây hỏi là xe ba bánh dùng cho người khuyết tật. Vậy nên đáp án của chúng ta là đáp án số 3, cả ý 1 và ý 2. Các bạn nhớ cho mình cái chỗ đó là xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật nó khác với xe ba bánh nhá. Đấy, hai cái xe này khác nhau nhé các bạn nhé. Rồi tiếp theo câu số 67. Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào dưới đây? Rồi, ờ, hạng C. Hạng C thì được điều khiển xe có 9 chỗ ngồi trở xuống và xe tải trên 3.500 kg. Đấy. Thì hạng C các bạn, đây mình sẽ mở thêm một cái bảng để cho các bạn. Đây, các bạn nhìn hạng C nhé. Đấy là cấp cho người sử dụng xe tải máy kéo trên 3.500 kg và các loại xe ở hạng B1 và B2. Ờ, các bạn thấy không? Đây mình có cái ghi ở đây để cho các bạn xem này. Ví dụ như hạng D này, đấy, hạng E này, nó sẽ có những cái thông tin khác nhau. Thì các bạn cứ nhớ là hạng C đã được điều khiển các loại xe ở bằng B1, B2 cùng với đó là các loại xe tải máy kéo trên 3.500 kg nhé các bạn nhé. Vậy đáp án của chúng ta đó là đáp án số 3. Rồi tiếp theo câu 70 Người có giấy phép lái xe hạng FC Được điều khiển các cái loại xe nào dưới đây Đây thì mình sẽ Tiếp tục quay Đây các bạn sẽ thấy này Bằng FC này Cấp cho người sử dụng ô tô hạng C Tức là Chúng ta sẽ được điều Đây mình nói lại một chút này Cấp cho người sử dụng ô tô hạng C Có kéo theo rơ móc Ô tô đầu kéo semi rơ móc Và điều khiển các cái loại xe Ở hạng B1, B2, b C và FB2. Đấy thì câu trả lời chúng ta là gì? Câu trả lời chúng ta thì chúng ta xem bên này. Đây, giống không các bạn? Các loại xe được quy định tại giấy phép lái xe hạng C, tức là bằng C lái được xe nào thì bằng FC lái được xe đó. Cùng với đó là có kéo rơ móc, ô tô đầu kéo semi rơ móc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và FB. Nếu mà các bạn thấy cái câu giải thích này nó nó chưa rõ ràng thì các bạn cứ bình luận xuống bên dưới nhá để Quang có thể giải thích lại cho các bạn bằng uh, comment để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Còn nếu không thì các bạn cứ nhìn vào cho mình cái bảng này nhá. Các bạn tạm thời các bạn xem vào cái bảng này. Đấy FC này, Đấy, Nhìn rõ ràng FE này, FB2 FD này, mình làm chi tiết ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới câu 371. Người có giấy phép lái xe hạng FE được điều khiển các cái loại xe nào dưới đây? Đây, thì giải thích đáp án là đây, bằng FE đây. Bằng FE là cấp cho người sử dụng ô tô hạng E có kéo theo rơ móc, ô tô chở khách nối toa và điều khiển các cái loại xe hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD. Đấy, các bạn nhé. Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án số mấy? Đáp án của chúng ta là đáp án số 1. Rồi ờ, tiếp theo Các bạn cứ nhìn vào cho mình cái bảng này này nhá Để các bạn phân biệt giữa các cái hạng giấy phép lái xe Thì nó sẽ dễ hình dung hơn Ví dụ chúng ta phân biệt là C với D, E với F, E C với FC các thứ Thì nó sẽ dễ hình dung hơn nhé các bạn nhá Hình ảnh này đây Ví dụ như B1 chúng ta được lái xe ô tô này Nhưng mà không có cái chữ taxi ở đây này Đấy B2 thì đã được lái xe dịch vụ này Đấy C là hình xe tải đây D là xe khách từ 30 đến 10 đến 30 chỗ ngồi này E là xe khách trên 30 chỗ ngồi này. Đấy, hay FB 2 và FD này là chúng ta có thể ví dụ như chúng ta lái cái xe bán tải và đằng sau có kéo theo một cái cano chẳng hạn. Đấy. Thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn nhá. Thì khi mà các bạn hiểu rõ được cái bảng này thì các bạn có thể làm tất cả những câu hỏi liên quan đến giấy phép lái xe nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang câu 74. Là biển báo hiệu lệnh hình tròn nền xanh lam có hình vẽ màu trắng là loại biển báo gì dưới đây? Thì cái biển báo nguy hiểm là biển báo có hình tam giác màu vàng, biển báo cấm là biển báo có viền màu đỏ hình tròn, biển báo hiệu lệnh phải thi hành là cái biển báo màu tròn hình hình tròn màu xanh lam như thế này. Còn biển báo chỉ dẫn là hình vuông hoặc hình chữ nhật có màu xanh lam như thế này. Vậy thì câu 74, đáp án của chúng ta là biển báo hiệu lệnh phải thi hành, đáp án số 3. Tiếp theo chúng ta đi tới câu 125 trên đường bộ trừ đường ở những cái câu này nhé chúng ta cần phải đọc rất kỹ nhá nó hay bị sai hay bị nhầm lẫn giữa cái việc đó là ở ở cái từ này này trong khu dân cư đấy và ngoài khu dân cư đấy mọi người hay làm sai vì mọi người hay hay đọc thiếu từ hay là mọi người đọc thừa từ thôi rồi bây giờ mình sẽ đọc chi tiết câu này trên đường bộ trừ đường cao tốc trong khu vực đông dân cư là câu này đang nói về khu vực đông dân cư nhé các bạn nhé đường đôi có giải phân cách ở giữa xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu? Đây, thì chúng ta hiểu những cái đường mà có giải phân cách cứng ở giữa thì được gọi là đường đôi hay là kể cả có giải phân cách mềm thì cũng được gọi là đường đôi. Thì trong cái khu vực mà có giải phân cách giữa thì chúng ta sẽ được chạy xe cơ giới với tốc độ tối đa là 60 km h Thì đáp án của chúng ta là đáp án số 1. Đây thì mình có một cái bảng để cho các bạn dễ hình dung này. Đấy, chúng ta phân biệt nhá. Đường đôi với cái đường một chiều mà có hai làn xe trở lên là có cái tốc độ tối đa giống nhau này. Đường hai chiều và với cái đường một chiều mà một có một làn xe thì cũng có cái tốc độ tối đa giống nhau này. Ví dụ ở đây là 60, ở đây là 50. Còn đối với những cái loại xe gắn máy, đấy thì là sẽ có cái tốc độ chung là 40 km/h. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang câu 126 cũng là một cái câu liên quan đến tốc độ tối đa. Trên đường bộ này, trừ đường cao tốc trong khu vực đông dân cư. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục xét về trong khu vực đông dân cư nhé các bạn nhé. Đường hai chiều không có giải phân cách ở giữa. Xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi. Đấy các bạn chú ý cho mình này Đường hai chiều không có giải phân cách ở giữa thì chúng ta quay lại này. Đây, đường hai chiều đây, không có giải phân cách ở giữa thì sẽ được đi với cái tốc độ tối đa là 50 km h Đấy. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Đây, lại mình hiển thị lại cái bảng này cho các bạn xem nhé. Đường đôi với cái đường một chiều mà có hai làn xe trở lên thì tốc độ tối đa là giống nhau. Đường hai chiều với cái đường một chiều mà có một làn xe thì cũng có cái tốc độ tối đa là giống nhau nhé các bạn nhé. Tiếp theo lại một câu tiếp theo này trên đường bộ trừ đường cao tốc trong khu vực đông dân cư chúng ta lại xét trong khu vực đông dân cư nhé các bạn nhé đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới trở lên thì loại xe nào dưới đây được tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 50 km h Nó khá là giống với câu 126 phía trước. Các bạn xét này. Trong khu vực đông dân cư này. Đường 2 chiều này. Hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới này. Đây. Đường 2 chiều này. Đường 1 chiều có một làn xe cơ giới này, đấy. Thì tốc độ tối đa cho phép của các cái loại xe cơ giới này là 50 km/h. Vậy thì đáp án của chúng ta đó là đáp án số 1 là những cái xe cơ giới ví dụ ô tô con, ô tô tải, ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi thì đều có cái tốc độ tối đa là 50 km/h. Câu 178. Người kinh doanh vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ nào dưới đây? Rồi, nghĩa vụ của những người kinh doanh vận tải hàng hóa nhé. Cung cấp phương tiện, thực hiện thời gian, địa điểm giao hàng hóa cho người nhận hàng điều, theo điều kiện của người kinh doanh vận tải, chịu trách nhiệm về hậu quả mà người làm công, người đại diện gây ra do thực hiện yêu cầu của người kinh doanh vận tải phù hợp với quy định của pháp luật. Rồi, cái này cũng đọc qua thì cũng khá là đúng đấy các bạn. Nhưng câu số 2 thì nó lại thêm một cái đoạn này. Bồi thường thiệt hại cho người thuê vận tải do mất mát hư hỏng hàng hóa xảy ra trong quá trình vận tải từ lúc nhận hàng đến lúc giao hàng. Đấy. Thì câu đáp án số 2 này nó có thêm cái đoạn này nữa. Còn ở dưới đây thì nó cũng giống như đoạn trên. Còn đáp án số 3 là cả ý 1 và ý 2. Thì trong cái bộ đề 600 câu hỏi này, chúng ta trong tất cả các câu hỏi chỉ có duy nhất một đáp án là đúng nhất thôi các bạn nhé. Vậy nên chúng ta sẽ chọn cái đáp án nào là đúng nhất. Vì ở đây đó là đáp án số 2 đấy thì chúng ta chú ý vào cái cái việc là nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mất mát hư hỏng đấy, còn ở trên này thì nó chưa đủ à, chưa có cái ý là bồi thường thiệt hại cho người thuê vận tải nhá nên chúng ta chọn đáp án số 2 nhiều người mình thấy hay chọn cái đáp án số 3 thì nó chưa chính xác cho lắm nhé các bạn nhé nên là chúng ta chọn đáp án số 2 là chính xác câu 181 người nhận hàng có quyền gì dưới đây Thứ nhất là nhận và kiểm tra hàng hóa nhận được theo giấy vận chuyển hoặc chứng từ tương đương khác, yêu cầu người kinh doanh vận tải thanh toán chi phí phát sinh do giao hàng hóa chậm. Đấy. Đáp án 2 này, yêu cầu hoặc thông báo cho người thuê vận tải để yêu cầu người lái xe bồi thường thiệt hại do mất mát, hư hỏng hàng hóa, nhận hàng hóa. Đây, có cái ý chỗ này chúng ta cần quan tâm này. Nhận hàng hóa không theo giấy vận chuyển hoặc chứng từ tương đương khác. Khi nhận hàng hóa là chúng ta phải có giấy tờ, có hóa đơn các thứ thì chúng ta mới được nhận hàng hóa. Đến đáp án này là sai luôn này. Và cũng bỏ luôn cả đáp án số 3 là cả ý 1 và ý 2. Vì ý 2 đã sai rồi. Chúng ta sẽ đi kiểm tra lại ý 1 này. Nhận và kiểm tra hàng hóa đã nhận theo giấy vận chuyển hoặc chứng từ tương đương khác. Đấy là đúng này. Yêu cầu người kinh doanh vận tải thanh toán chi phí phát sinh do hàng hóa chậm này. Rồi. Nếu mà anh shipper, anh giao hàng chậm thì chúng ta có quyền là yêu cầu là anh phải thanh toán một cái phần chi phí nào đó như trong hợp đồng chúng ta đã thỏa thuận thì đáp án của chúng ta là đáp án số 1 nha các bạn nhé. Câu 185, xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chấp hành những quy định nào dưới đây? Thì những cái xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải có một cái điều kiện đầu tiên đó là phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhé. Cùng với đó là không được dừng đỗ tại những nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm. Ví dụ như là không được dừng đỗ ở trong khu đô thị, trong thành phố các thứ nhé. Cái đáp án số 2 thì chúng ta sẽ xem này Phải được chuyên chở trên xe chuyên dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm Thì cũng có vẻ đúng đấy Xe vận chuyển hàng nguy hiểm phải chạy liên tục không được dừng Đỗ trong quá trình vận chuyển Thì cái chỗ này chúng ta cần phân tích này Ví dụ cái hàng hóa nguy hiểm đấy vận chuyển từ Hà Nội vào tới thành phố Hồ Chí Minh Thì làm sao mà cái xe đấy nó có thể chạy liên tục hơn 1.000 km được Mà liên tục không được dừng đỗ được Đấy, nếu mà chạy như thế thì lại càng nguy hiểm hơn Vậy nên chúng ta phải chọn cái đáp án số 1 đó là phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Xe vận chuyển hàng nguy hiểm không được dừng đỗ tại những nơi đông người, những nơi dễ xảy ra nguy hiểm nha các bạn nhé. Và các bạn phải chú ý cho mình vào cái chi tiết đó là vận chuyển hàng nguy hiểm thì phải có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Câu số 202. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa giao thông phải ứng xử như thế nào? Đáp án số 1. Điều khiển xe đi trên phần đường làn đường có ít phương tiện tham gia giao thông. Chúng ta đi trên cái đoạn đường làn đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà chúng ta sẽ xét cái ý này. Chỉ đội mũ bảo hiểm ở nơi có biển báo bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Chúng ta cứ tham gia giao thông trên đường, chúng ta phải đội mũ bảo hiểm. Bất kể là chúng ta đi trong những cái đường ngõ, đường xóm, đường làng, đường rong, đường thôn các thứ, chúng ta đều phải đội mũ bảo hiểm. Nên cái đáp án này có vẻ là không chính xác. Đáp án số 2 này. Chấp hành quy định về tốc độ này, đúng. Đèn tín hiệu này, biển báo hiệu này, vạch kẻ đường khi lái xe, chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông này, nhường đường cho người đi bộ, người già, trẻ em, người khuyết tật. Vậy thì các bạn thấy không? Người lái xe mô tô có văn hóa giao thông. Đấy là chúng ta chọn đáp án số 2. Mình thấy rằng nhiều bạn hay làm sai cái câu này ấy, bởi vì các bạn hay đọc nhầm ở cái đoạn này. Người ta hỏi là người lái xe mô tô có văn hóa giao thông. Đấy, nhiều bạn hay đọc nhầm là người lái xe mô tô không có văn hóa giao thông nên các bạn hay chọn sai thành cái đáp án số 1. Chúng ta chú ý nhá, đọc kỹ câu hỏi để chúng ta xem là có cái từ không, từ có, cái đấy là cái câu cái điểm mà chúng ta hay làm sai nhất. Rồi tiếp theo chúng ta đến câu 305. Biển nào cấm các loại xe cơ giới được đi vào trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định? Rồi Biển số 1 ở chúng ta là biển cấm tất cả các các loại xe ô tô và xe ba bánh. Biển số 2 là chỉ cấm xe tải và xe khách. Biển số 3 là cấm xe kéo theo semi móc. Vậy thì cái đáp án đúng của chúng ta là gì? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 1 nhá, thì là cái biển số 1 này. Cấm tất cả các loại xe cơ giới trừ xe gắn máy, xe mô tô và các loại xe ưu tiên thôi. Còn ở biển số 2 thì nó chỉ cấm xe tải và xe khách Hay như biển số 3 thì chỉ cấm xe kéo theo rơ móc thôi Đấy Câu số 309 Biển nào dưới đây xe gắn máy được phép đi vào Thì các bạn chú ý cho mình nhá Ở đây người ta hỏi là xe gắn máy Thì xe gắn máy khác với xe mô tô Ở ngoài đời thì chúng ta hay gọi cái xe mô tô ấy là xe máy thôi Nhưng mà nó khác cái từ gắn này các bạn này Đấy xe gắn máy khác với xe máy khác với xe mô tô nhá để chúng ta thì cái biển 1 là biển cấm xe mô tô nhưng không cấm xe gắn máy còn biển 2 là biển cấm ô tô thì rõ ràng là cũng không cấm xe gắn máy rồi vậy nên khi gặp cả hai cái biển này thì xe gắn máy đều được đi vào nhé các bạn nhé các bạn chú ý cho mình cái từ là xe gắn máy xe gắn máy không phải là xe mô tô nhé câu số 327 biển nào quay đầu xe không bị cấm rồi các bạn chỉ... Chú ý cho mình này Biển nào quay đầu xe không bị cấm nhá Ở đây biển 1 là biển cấm rẽ trái Nhưng biển cấm rẽ trái không đồng nghĩa với việc là cấm quay đầu Khi gặp biển này thì các bạn vẫn có thể quay đầu bình thường đấy Còn ở biển 2 là biển chỉ dẫn khu vực được phép quay đầu xe Vậy nên khi gặp cả hai cái biển này thì chúng ta đều được phép quay đầu nhé các bạn nhé Câu số 328 Biển nào xe được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái Rồi Biển 1 là biển cấm rẽ trái nhưng không cấm quay đầu. Đấy. Biển 2 thì là biển hiệu lệnh là chỉ được rẽ trái thôi. Vậy thì đáp án chúng ta là biển nào? Đáp án của chúng ta là biển 1. Có nghĩa là cái biển 1 này thì các bạn có thể quay đầu thoải mái và chúng ta sẽ không được rẽ trái. Nhưng còn cái biển 2 là cái biển chỉ được rẽ trái mà thôi, nhé các bạn nhé Thì cái câu hỏi này thì cũng hay có nhiều bạn thắc mắc là trước đây là có cái biển cấm rẽ trái đồng nghĩa với việc cấm quay đầu. Nhưng theo cái thông tư mới nhất thì là biển nào thì nó chỉ cấm cái đó thôi. Biển cấm rẽ trái là cấm rẽ trái. Biển cấm quay đầu là cấm quay đầu. Chứ không áp dụng chung nghĩa như ngày xưa nha các bạn nhé. Vậy nên ở đáp án này thì chúng ta chọn cái biển số 1. Câu 330. Biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào? Biển số 1 là đường cấm thì có nghĩa là các phương tiện không được phép đi vào rồi. Biển số 2 là cấm đi ngược chiều thì các phương tiện cũng không được phép đi vào. Biển thứ 3 là biển cấm đỗ xe. Cấm đỗ xe nhưng mà chúng ta vẫn được đi vào một cách bình thường. Nên là cái đáp án đúng của chúng ta là biển nào dưới đây các phương tiện không được phép đi vào gồm cả biển 1 và cả biển 2. Vậy nên đáp án của chúng ta là đáp án số 3. Câu số 344, biển nào cấm máy kéo, kéo theo rơ móc rồi, biển 1 thì chúng ta nhìn thấy này. Cấm xe kéo theo rơ móc này, biển 2 là biển cấm máy kéo này. Vậy đáp án của chúng ta là cả hai biển. Đấy. Cấm ô tô kéo theo móc này là biển số 1. Còn đây là cấm máy kéo này. Các bạn nhìn ở hai cái biển này các bạn cũng có thể dễ dung đúng không? Đấy nó kéo theo một cái thùng đằng sau này. Còn đây là cái giống kiểu cái máy cày ấy. Đấy là chúng ta sẽ chọn đáp án là cả hai biển. Câu mươi 346 biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo móc rồi các bạn chú ý nhá biển nào không có hiệu lực nha các bạn chú ý từ không này không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo móc biển 1 là cấm ô tô kéo móc rồi tức là có hiệu lực nhá biển 2 là cấm máy kéo còn biển 3 là cấm ô tô vậy thì đáp án chúng ta là đáp án nào đáp án chúng ta là biển 1 và biển 2 thì ở đây người ta hỏi là ô tô tải không kéo móc thì nó là cái ô tô tải bình thường thôi. Thì biển 1 là chỉ cấm ô tô kéo theo móc, còn biển 2 là cấm máy kéo thì nó không có tác dụng nhá, không có không có hiệu lực đối với cái ô tô tải bình thường. Còn chỉ có cái biển 3 này là biển cấm ô tô thì cấm ô tô thì nó sẽ cấm cả ô tô con, cấm cả ô tô tải, cấm cả uh, ô tô kéo theo móc. Đấy, nên cái đáp án của chúng ta là biển 1 và biển 2. Câu 347 biển nào cấm máy kéo ờ, chúng ta nhìn rõ này biển số 1 là cấm ô tô kéo móc này biển số 2 là biển P109 đây là cấm máy kéo rõ ràng rồi biển số 3 là P106A là cấm xe ô tô tải nên đáp án đúng là cái đáp án số 1 và à, số 2 và số 3 đấy cấm ô tô tải thì cũng cấm máy kéo luôn các bạn nhé nên chúng ta sẽ chọn hai cái đáp án là biển 2 và biển 3 Câu số 371, gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ? Thì biển 1 là đường người đi bộ cắt ngang qua đường. Đấy, nên là khi gặp biển này thì chúng ta phải nhường đường cho người đi bộ nhé các bạn nhé. Còn biển số 2 là biển cấm người đi bộ. Biển thứ ba là đường dành cho người đi bộ nên không có cái các cái phương tiện khác đi vào. Nên chúng ta chọn cái đáp án là biển số 1 nha các bạn nhé. Câu 379. Biển báo nào Báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt thì biển 1 này. Các bạn nhìn này, cái hình tàu hỏa đúng không? Đấy. Cái hình tàu hỏa đây. Biển số 2 là giao nhau với đường ưu tiên. Còn biển số 3 là hình các bạn nhìn này nó có một cái cái này nó là cái 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 dây để nối với cái đường điện trên cao ấy. Đấy, thì đây là cái biển báo là giao nhau với tàu điện. Vậy nên chúng ta sẽ đọc kỹ này, giữa đường bộ và đường sắt thì chúng ta chọn biển số 1 thôi các bạn nhé. Câu 381, hai biển này có ý nghĩa gì? Thì các bạn chú ý cho mình vào hai cái biển ở đây nhá Hai cái biển màu đỏ đỏ có chữ X như này. Một, biển chỉ nơi giao nhau vuông góc giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn. Hai, để báo trước sắp đến vị trí giao cắt với đường bộ, với đường sắt cùng mức không vuông góc và không có người gác, không có rào chắn. Thứ ba là nơi đường sắt giao nhau với đường bộ thì cái biển này. Biển 1 là biển 242A, còn biển 2 là 242B Có ý nghĩa là nơi đường sắt giao nhau vuông góc với đường bộ Bổ thường sẽ là cái biển phụ cho cái biển 211 ở đây Đây cái biển này là biển 211 là giao nhau với đường sắt không có đảo chắn Thì thường hai cái biển 1 và 2 này sẽ là hai cái biển phụ để báo hiệu Là biển chỉ nơi đường sắt giao nhau vuông góc với đường bộ không có đảo chắn nha các bạn nhé Thường thì cái biển chữ X này nó sẽ được đặt phía dưới cái biển có hình tàu hỏa này câu năm Biển nào báo hiệu chỉ dẫn lái xe đi trên đường này được quyền ưu tiên đi qua nơi giao nhau? Đấy thì chúng ta chú ý này. Biển 1. À chúng ta phải đọc lại câu hỏi, mình phân tích lại câu hỏi một chút, không có nhiều bạn hay nhầm chỗ này. Biển nào báo hiệu chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau? Thì có nghĩa chúng ta có thể hiểu là chúng ta đang đi trên cái đường ưu tiên hoặc chúng ta chuẩn bị vào cái đường ưu tiên. Đấy, thì chúng ta được những cái xe ở các hướng khác người ta nhường đường cho chúng ta. Thì biển 1 đó là giao nhau với đường không ưu tiên. Giao nhau với đường không ưu tiên thì có nghĩa là chúng ta đang đi trên đường ưu tiên, đúng không? Biển số 2 là giao nhau với đường ưu tiên. Đấy. Thì có nghĩa là cái người mà đang đi trên cái đường này này phải nhường đường cho những cái xe đang đi trên đường ưu tiên. Còn biển số 3 là biển báo hiệu bắt đầu đường ưu tiên. Vậy nên cái đáp án của chúng ta là biển số 1 và biển số 3 nha các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta gặp hai biển này thì chúng ta được các phương tiện những người mà đang đi ở trên những hướng khác nhường đường cho chúng ta nhé Câu 387, biển nào báo hiệu giao nhau với đường đầu tiên? À, chúng ta vừa vừa chia sẻ ở câu trước rồi, biển số 2. Các bạn nhìn này cái tam giác ngược là giao nhau với đường ưu tiên nhá. Câu 397 biển nào báo hiệu đường đôi thì đây chúng ta sẽ xem này biển một là đường hai chiều các bạn thấy hai cái mũi tên nó ngược nhau không cái là hai chiều đi lại này biển số 2 là giao nhau với đường hai chiều đấy còn biển số 3 là báo hiệu đường đôi thì các bạn sẽ để ý cho mình này cái cục cục đen đen này thì nó là ký hiệu của cái con lươn đấy. hay là cái giải phân cách đấy thì có nghĩa là khi gặp biển này chúng ta biết là chúng ta bắt đầu đi vào đường đôi nha các bạn nhá Câu 430. Biển nào báo hiệu các phương tiện phải đi đúng làn đường quy định và phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép? Đấy, các bạn chú ý ở đây nó có hai ý nhá. Báo biển nào báo hiệu này? Các phương tiện phải đi đúng làn đường là một này và tuân thủ tốc độ tối đa cho phép này. Đây. Ở biển 1 này thì nó chỉ có báo hiệu tốc độ tối đa cho phép trên mỗi làn đường thôi chứ nó không có các cái phương tiện nhá. Còn biển số 2 này các bạn thấy này ô tô thì đi ở cái làn 60 km/h này. Ô tô và xe máy này, xe mô tô này thì được đi ở cái làn giữa 50 km/h. Đấy. Và cái làn trong cùng thì dành cho cả uh, mô tô này, xe gắn máy này, xe đạp này và các cái loại xe khác này, đấy. Vậy nên đáp án của chúng ta là đáp án số 2 nha các bạn nhé Vì ở đây nó vừa có là các phương tiện phải đi đúng làn đường và các cái phương tiện đó phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép. Còn ở cái biển 1 thì là chỉ là tốc độ tối đa thôi. Đấy thì chúng ta phải chú ý nó có hai ý khác nhau vậy. Tiếp theo câu 431, biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường? Rồi, biển số 1 là biển 127B là tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường thì chúng ta đã vừa giải thích với nhau rồi. Rồi, biển số 2 là tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường. Đấy, chúng ta cũng vừa giải thích với nhau ở câu trước rồi. Nhưng ở câu 431 này người ta chỉ hỏi này. Biển nào báo hiệu các phương tiện phải tuân thủ tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường. Chứ người ta không hỏi là các phương tiện phải đi đúng làn đường hay không. Vậy nên đáp án của chúng ta là đáp án số 3. Cả hai biển nha các bạn nhé. Câu 436. Biển nào đặt trước ngã 3, ngã tư cho phép xe được rẽ sang hướng khác. Thì biển 1 là biển mà chỉ được đi thẳng thôi. Như lúc nãy chúng ta đã tìm hiểu rồi. Cái biển mà có hình tròn màu xanh lam, đó là biển hiệu lệnh là phải chỉ được thực hiện cái hiệu lệnh ở trên cái biển thôi. Biển một là chỉ được đi thẳng, còn biển 2 là chỉ được rẽ trái hoặc rẽ phải, khớp được đi sang hướng khác. Vậy nên đáp án của câu này đó là không biển nào nhé các bạn nhé. Thì à, mình xin nói qua một chút thêm về cái biển số 2 này. Biển số 2 là biển R301I. Thì cái biển này hay được mọi người gọi là biển con hoang trong cái hệ thống biển báo giao thông đường bộ. Bởi nó có hai ý như sau này thứ nhất là vị trí đặt biển của cái biển một i này là phía sau ngã ba ngã tư đấy các bạn chú ý nhé biển r một i này thì được đặt sau ngã 3 ngã tư chỉ có duy nhất cái biển này thôi đấy còn đa phần những cái biển khác thì sẽ được đặt trước ngã 3 ngã tư để báo và chỉ dẫn cho lái xe được biết phía trước phải xử lý như thế nào cái biển 3x1i này cũng được gọi là con hoang bởi một cái lý do tiếp theo là nó có cái phạm vi áp dụng là phía trước mặt biển. Bình thường khi gặp biển báo giao thông thì chúng ta sẽ hiểu là hiệu lực phạm vi áp dụng là tính từ cái biển báo giao thông trở về sau. Nhưng riêng cái biển số 2 hay cái biển 301i này là có hiệu lực trước mặt biển nha các bạn nhé. Đấy thì nó hay được mọi người gọi là biển con hoang trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ. Thì cái biển này là cái biển nó gây nhầm lẫn khá là nhiều nên là các bạn chú ý nhé có 439. Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa? Đấy, chúng ta lưu ý ở đây này. Ở đây là hỏi ý nghĩa cụ thể của biển, chứ không hỏi tác dụng của biển nhé. Trong các biển dưới đây, biển nào là biển hết hạn chế tốc độ tối đa? Đấy, người ta hỏi ý nghĩa cụ thể của biển nhé. Nên là nhiều bạn hay làm sai chỗ này. Biển 1 là hết hạn chế tốc độ tối đa. Ví dụ như ở đây là 50 km h Biển số 2 là biển hết mọi lệnh cấm biển số 3 là hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Vậy đáp án của chúng ta là gì? Đáp án của chúng ta là biển số 1 nha các bạn nhé. Các bạn chú ý cho mình. Ở đây nè, người ta hỏi ý nghĩa cụ thể của cái biển đấy. Đấy, chứ không hỏi tác dụng nhé. Tiếp theo câu 440, nó cũng khá giống như vậy. Nên là gây cái sự nhầm lẫn cho nhiều người. Biển nào dưới đây hết hạn chế tốc độ tối đa? Đây, ở đây thì người ta lại hỏi là tác dụng của biển. Đấy, biển nào dưới đây hết hạn chế tốc độ tối đa? thì biển 1 là hết hạn chế tốc độ tối đa như chúng ta đã vừa biết rồi. Biển 2 là biển hết mọi lệnh cấm. Vậy nên khi gặp hai cái biển này thì chúng ta sẽ hiểu là chúng ta sẽ không bị hạn chế về tốc độ tối đa nữa. Còn biển số 3 là biển hết hạn chế tốc độ tối thiểu. Vậy nên đáp án của chúng ta là đáp án số 1 và 2. Câu 442, biển nào dưới đây báo hiệu hết cấm vượt? Rồi. Hết cấm vượt nha các bạn nhé. Biển 1 thì chúng ta vừa biết rồi biển hết hạn chế tốc độ tối đa. Biển số 2 là biển hết mọi lệnh cấm. Biển số 3 là biển hết cấm vượt. Vậy nên đáp án đúng của chúng ta là biển số 2 và biển số 3. Đấy, biển số 2 và số 3 nha các bạn nhé. Câu số 444, biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển trước ngã 3 ngã 4 thì biển số 1 là biển là được đặt trước ngã 3 ngã 4 chỉ được rẽ trái ở phạm vi ngã ba ngã tư phía sau mặt biển thì biển này bình thường. Còn biển số 2 là cái biển R301 i là cái biển mình vừa chia sẻ là biển con hoang đấy các bạn ạ. Thì ở đây nó có hai ý này. Một là đặt sau ngã ba ngã tư. Đấy. Những biển khác là phải đặt trước. Và cái biển này đây. Đấy nó áp dụng này, phía trước mặt biển này các bạn này. Các biển sau là áp dụng từ sau mặt biển nhưng riêng cái biển 301 i này là áp dụng phía trước mặt biển nha các bạn nhé. Vậy nên đáp án đúng. À tiếp theo là cái biển số 3. Biển này thì cũng được đặt trước ngã ba ngã tư, chỉ được phép đi thẳng hoặc rẽ trái ở khu vực sau mặt biển và được phép quay đầu xe để đi theo hướng lại. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 3 nha các bạn nhé. Ở cái câu này thì nó hơi loằng ngoằng một chút, nhưng mà các bạn cứ nhớ cái cái ý nghĩa cái chi tiết giải thích về ba cái biển này là các bạn sẽ nhớ thôi nhá Câu này thì nó hơi lòng ngoằng một tí nên là các bạn cần chú ý hơn một chút. Rồi tiếp theo câu 466. Tại đoạn đường có cắm biển dưới đây, xe tải và xe khách có được phép đi vào không? Đây. Câu này mình cảm tưởng khá là dễ nhưng mà nhiều người vẫn hay bị nhầm lẫn. Mọi người hay hiểu là cắm cái biển này thì chỉ có ô tô con được phép đi vào thôi. Nhưng không. Khi cắm cái biển này thì đây là biển R403A là đường dành cho ô tô. Đấy, thì là xe tải, xe con, xe khách hay là các cái loại xe eh, kéo theo sơ mi đô móc là chúng ta vẫn được đi vào một cách bình thường nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu xa hình. Câu xa hình các bạn chỉ cần nhớ cho mình cái thứ tự ưu tiên này, cái khẩu quyết này là các bạn có thể làm được tất cả những câu xa hình. Đây, cái thứ tự ưu tiên thì các bạn nhìn cho mình nhé. Đầu tiên là xe ưu tiên này, Ví dụ như xe công an, xe cứu hỏa, xe chở nguyên thủ quốc gia đang phát còi ưu tiên này, đấy. Đường ưu tiên này, tiếp theo này đến đường ưu tiên này. Sau đó là đường cung cấp theo thứ tự bên phải trống này, có nghĩa là bên phải có cái xe đó trống thì được ưu tiên. Tiếp theo đó là những cái xe rẽ phải đi thẳng, rẽ trái. Đấy, thì chúng ta cứ dựa vào cái khẩu quyết này là chúng ta có thể giải được tất cả những câu liên quan đến sa hình nhé các bạn nhé. Ở đây thì người ta sẽ hỏi là thứ tự các xe đi như thế nào là đúng này rồi chúng ta sẽ phân tích này ở đây không có xe ưu tiên đúng không không có xe nào ưu tiên thì chúng ta sẽ xét đến đường ưu tiên nhé các bạn nhé xét đến đường ưu tiên này rồi thì ở đây nó có hai xe đi trên đường ưu tiên đó là xe tải và xe mô tô thì chúng ta căn cứ vào cái biển báo đây các bạn nhé căn cứ biển báo đây thì nếu mà xe nó hai xe cùng đi trên đường ưu tiên thì chúng ta sẽ xét tiếp đến cái hướng đi của nó đây bên phải của hai xe thì đều có vướng xe nên chúng ta sẽ bỏ cái đoạn này đi và chúng ta sẽ xét theo hướng đi xe tải thì là hướng đi thẳng này đấy, mô tô thì là rẽ trái vậy nên xe tải sẽ được đi trước mô tô vì chúng ta sẽ căn cứ ở đây này đấy đi thẳng xong rồi đến rẽ trái vậy nên xe đầu tiên đó là xe tải được đi thẳng này thứ hai là xe mô tô là đường ưu tiên và được rẽ trái này xe khách và xe con đều đi trên đường không ưu tiên thì chúng ta lại xét vào cái hướng đi đấy Xe khách đi thẳng, xe con rẽ trái. Xe nào đi thẳng thì được đi trước, còn xe rẽ trái thì đi sau. Vậy nên đáp án chúng ta lần lượt đó là xe tải, xe mô tô, xe khách và xe con. Các bạn cứ nhớ cho mình cái khẩu quyết này nhé. Thứ tự các xe ưu tiên đó là xe ưu tiên, đường ưu tiên, đường cung cấp theo thứ tự bên phải chấm, rẽ phải, đi thẳng, rẽ trái. Rồi tiếp theo chúng ta đến với câu 489. Người ta cũng hỏi như thế thôi theo hướng mũi tên thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông thì ở đây chúng ta đã thấy xuất hiện đó là một cái xe công an đang phát tín hiệu ưu tiên nhé các bạn nhé cùng với đó là có cái biển đây là biển báo hiệu đường ưu tiên nhưng mà nó có kèm cái biển phụ bên dưới thì các bạn sẽ thấy này cái vạch kẻ đậm này nó vạch theo hướng nào thì có nghĩa đấy thì đấy là cái đường ưu tiên nhé các bạn nhé thì chúng ta sẽ xét này xe ưu tiên là có xe công an rồi đúng không là cho phép đó là được đi trước nhé các bạn nhé tiếp theo chúng ta sẽ xét đến đường ưu tiên này đường ưu tiên thì ở đây là chỉ có xe tải là đang đi trên cái đường ưu tiên này các bạn này đấy thì cái đường ưu tiên ở cái đoạn này đó là cái hướng của công an sang xe tải hướng của công an xe tải ở đây thì chỉ có cái xe tải là đang đi trên cái đường ưu tiên thôi các bạn nhé rồi tiếp theo đó là xe tải xe khách thì không đi trên đường ưu tiên nhưng khi mà cái xe công an này đã đi rồi thì tức là bên phải có xe khách trống nên xe khách sẽ được đi tiếp theo đấy chúng ta nhìn vào đây thì có nghĩa là bên phải của xe khách nó đang có xe công an nhưng khi xe công an nó đã đi rồi thì là cái bên phải của xe khách này trống thì xe khách sẽ được đi tiếp theo và cuối cùng là xe con đấy đã đi trên đường không tiên bên phải lại vướng xe khách nên phải nhường đường vậy đáp án của chúng ta đó là đáp án số 4 xe công an đầu tiên này xe tải thứ hai, xe khách và xe con. Câu 490 cũng là câu hỏi như thế thôi và bây giờ chúng ta lại xét nhé. Thứ tự ưu tiên thì như mình đã chia sẻ nhiều lần rồi thì các bạn cứ nhớ cho mình. Thứ tự ưu tiên gồm có là đầu tiên là xe ưu tiên này, đường ưu tiên này, đường cung cấp theo thứ tự bên phải trống này, rẽ phải đi thẳng, rẽ trái thì chúng ta sẽ thấy ở đây này, không có xe ưu tiên, không có đường ưu tiên thì chúng ta sẽ xét theo cái tiêu chí đó là đường cung cấp theo thứ tự bên phải chấm thì ở đây các bạn thấy không xe mô tô là bên phải chấm này xe con bên phải với mô tô này xe tải bên phải với xe con này vậy nên xe mô tô sẽ được đi đầu tiên sau đó đến xe con là được đi thẳng này còn xe tải rẽ trái thì sẽ đi sau cùng đấy và chúng ta chọn đáp án số 3 câu 507 theo hướng mũi tên những hướng nào xe gắn máy được đi rồi ờ, các bạn chú ý nhé ở đây là người ta hỏi là xe gắn máy chứ không phải xe mô tô. Rất nhiều bạn hay bị nhầm lẫn ở cái câu là xe gắn máy và xe mô tô nhá. Thì ở hướng số 1 không có biển cấm gì cả nên là được đi vào một cách bình thường đúng không các bạn? Ở hướng số 2, đây là biển báo cấm xe mô tô nhưng không cấm xe gắn máy nên là vẫn được đi vào bình thường. Còn hướng số 3 là cấm ô tô chứ đâu có cấm xe gắn máy đúng không các bạn? Vậy nên được đi cả ba hướng này. Đấy, nhiều bạn hay làm sai chỗ này bởi vì các bạn bảo là hướng số 2 không được đi vì chúng ta hiểu nhầm là cấm xe mô tô. Đấy, nhưng ở đây chỉ cấm mô tô chứ không cấm xe gắn máy nha các bạn nhé. Tiếp theo câu 521, theo hướng mũi tên, những hướng nào xe tải được phép đi? Rồi, chúng ta sẽ chú ý này, chú ý cho mình cái biển hiệu lệnh này. Rồi, và có biển phụ bên dưới này. Đấy. Khi gặp cái biển này thì chúng ta chỉ được đi theo hướng của cái biển này thôi và đây người ta còn chú thích rõ ràng này xe tải chỉ được rẽ bên phải mà thôi tức là cái hướng số 1 đây nên là xe tải sẽ không được đi thẳng cũng không được rẽ trái mà cũng không được quay đầu vậy nên chúng ta sẽ chọn chỉ hướng số 1 mà thôi ở đây thì nhiều bạn hay chọn cái đáp án đó là hướng số 3 và hướng số 4 bởi mọi người bảo là không có biển cấm nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy cái biển hiệu lệnh là chúng ta chỉ được đi theo cái biển hiệu lệnh đó mà thôi. Tiếp theo chúng ta đến với câu 523. Những hướng nào ô tô tải được phép đi thì các bạn chú ý cho mình nhé. Những hướng nào ô tô tải được phép đi nha Chúng ta sẽ phân tích từng đáp án một này. Đầu tiên là hướng số 1 không có cấm kiếp gì cả. Đây là được phép đi này. Đấy. Hướng số 5 là hướng quay đầu. Đấy. Đến chỗ này cũng chưa phải là đến cái đoạn biển cấm ô tô đây. Thì vẫn được phép đi bình thường. Còn hướng số 2, số 3, số 4 là chúng ta đã đi qua cái biển cấm rồi nên là chúng ta không được đi nữa. Vậy đáp án chúng ta là đáp án số 3 là chỉ được đi hướng 1 và hướng 5 mà thôi. Tiếp theo câu 525, xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này? Thì chúng ta sẽ xét này, đấy thứ tự ưu tiên này, xe ưu tiên, đường ưu tiên, đường cung cấp theo thứ tự bên phải chấm rẽ phải đi thẳng rẽ trái. Thì ở đây chúng ta sẽ không thấy có cái xe ưu tiên nào và chúng ta sẽ xét theo đường nào là đường ưu tiên. Thì đây các bạn nhìn thấy này, cái biển báo này là biển báo hiệu đường ưu tiên biển báo phụ bên dưới là cái hướng đường ưu tiên đây cái chỗ đậm đậm này màu đen đậm đậm đấy là cái đường ưu tiên thì nó trùng với cái đường của cái xe mô tô này đấy vậy nên cái xe mô tô sẽ được đi trước sau đó mới đến xe con nhé các bạn và đáp án chúng ta là đáp án số 1. Câu hỏi số 533, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông thì chúng ta lại tiếp tục xét xe này, này ưu tiên có không? Không có xe ưu tiên đường ưu tiên có không? không có đường ưu tiên. Đường cung cấp theo thứ tự bên phải chống. rồi chúng ta sẽ thấy này. ở xe tải đây thì vướng xe con, xe khách vướng xe tải. còn bên xe con đây thì lại không có bên phải. vậy chúng ta sẽ xét theo hướng đi. hướng đi này, ông nào rẽ phải trước thì ông đấy được đi trước. thì ở đây, xe tải là rẽ phải trước này, xe khách đi thẳng này. đấy, còn xe con là rẽ trái là đi cuối cùng. vậy nên đáp án chúng ta lần lượt đó là xe tải, xe khách và xe con. Câu 534, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Thì ở đây chúng ta là không có xe ưu tiên này, không xét này, không có đường ưu tiên, chúng ta không xét này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy này, cả ba cái xe này ở bên phải đều trống hoặc là đều không có cái đường nên chúng ta không xét, bây giờ chúng ta xét đến hướng mà thôi. Rồi, các bạn sẽ thấy này, xe khách rẽ phải nhưng ở đây xe tải cũng rẽ phải và hai cái xe này không cắt nhau đấy nên hai cái xe này được đi đồng thời cùng một lúc nhé các bạn nhé còn cái xe con sẽ được đi cuối cùng nên các bạn chú ý trong cái câu hỏi sẽ có câu có cái chữ và này xe khách và xe tải đấy đáp án ở đây là xe khách và xe tải cùng rẽ phải và không cắt nhau nên là cùng được đi một cách đồng thời không phải nhường nhau đấy. tiếp theo mới đến xe con vậy đáp án chúng ta là đáp án số 1. Câu 551 này Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông Thì chúng ta sẽ thấy ở đây này Không có xe ưu tiên Ở đây có biển báo hiệu đường ưu tiên mà thôi Cùng với đó là xe chúng ta đi hướng này Đi thẳng Không giao cắt với xe con Nhưng lại giao cắt với hướng của xe tải Nên chúng ta sẽ cần chú ý ở cái điểm này nhé các bạn nhé Thì chắc chắn là xe chúng ta đi trên đường ưu tiên Là xe chúng ta được đi rồi Được đi trước rồi đúng không Nhưng chú ý thêm một chút là xe con người ta sẽ người ta sẽ phải nhưng người ta không có cái giao cắt với cái xe chúng ta nên họ được đi đồng thời với cái xe chúng ta có nghĩa là xe chúng ta cứ đi thẳng còn xe con cứ rẽ phải còn chỉ có cái xe tải đây nó giao cắt với cái đường của chúng ta nên nó phải đi sau cùng vậy nên cái đáp án mà các bạn cần chú ý ở đây đó là xe của bạn và xe con đấy tức là xe của chúng ta và cái xe con được đi đồng thời cùng lúc với nhau bởi vì là hai cái xe không giao cắt nhau đấy nên được đi đồng thời cùng lúc với nhau còn chỉ khi nào mà hai cái xe nó giao cắt nhau thì chúng ta mới xét đến là xe nào được ưu tiên đi trước, xe nào được ưu tiên đi sau mà thôi các bạn nhé. Câu số 567, các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Rồi, ở đây này, biển báo hiệu này, phía trước là đường ưu tiên và có cái biển phụ đây. Thì cái hướng của đường ưu tiên đó là hướng của cái xe mô tô này. Đấy, là xe mô tô đang đi trên đường ưu tiên. Thì cái xe mô tô sẽ được đi đầu tiên. Sau đó xe con chúng ta sẽ xét tiếp là không đi trên đường ưu tiên nhưng mà bên phải có xe con trống nên họ được đi trước xe của chúng ta vậy nên đáp án của chúng ta đó là xe mô tô sau đó đến xe con và sau đó đến xe của chúng ta hay là đáp án nó gọi là xe của bạn câu 568 cũng như thế rồi chúng ta sẽ tiếp tục xét này rồi ở đây nhá không có xe ưu tiên không có đường ưu tiên không có bên phải trống thì chúng ta sẽ xét theo hướng đi thì đây xe con rẽ phải, mô tô rẽ trái và xe chúng ta đi thẳng thì rẽ phải sẽ được đi trước. Tiếp đó là xe đi thẳng là xe chúng ta. Sau cùng mới là xe mô tô. Vậy đáp án của chúng ta đó là đáp án số 2. Rẽ phải đi trước, tiếp theo là đi thẳng và cuối cùng là rẽ trái. Câu số 584. Rồi ờ, chúng ta cũng sẽ xét này. Không có xe ưu tiên nhá. Nhưng ở đây có biển báo hiệu là đường ưu tiên và cái hướng đây. Hướng đường ưu tiên là cái hướng mà xe của chúng ta đang đi. Đấy, vậy nên xe của chúng ta sẽ được đi trước nha các bạn nhé. Sau đó, chúng ta sẽ thấy là xe con tuy không đi trên đường ưu tiên nhưng đi thẳng nên được đi sau cái xe của chúng ta và cái cùng đó là xe tải đi cuối cùng. Chúng ta sẽ đến câu 593, câu cuối cùng trong video ngày hôm nay là các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông thì chúng ta sẽ xét này. Không có xe ưu tiên, không có đường ưu tiên nên chúng ta sẽ xét theo cái thứ tự đó là đường cung cấp theo thứ tự bên phải chấm thì ở đây xe đạp vướng xe tải, xe tải vướng xe chúng ta, xe chúng ta không vướng xe nào nên xe của chúng ta sẽ được đi đầu tiên nha các bạn nhé Tiếp theo chúng ta sẽ xét đến xe tải và xe đạp. Thì khi mà xe chúng ta đi rồi thì bên phải của xe tải lại chấm. Đấy. Bây giờ thì là xe tải đang vướng xe chúng ta, nhưng khi xe chúng ta đi rồi thì xe tải lại trống bên phải nên xe tải sẽ được đi trước, sau đó mới đến người đi xe đạp. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án số 3 các bạn nhé. Thì trên đây là 50 câu hỏi mà theo thống kê của những cái app học lý thuyết là nhiều người hay trả lời sai nhất. Còn nếu mà các bạn có thêm bất kỳ những cái câu hỏi nào mà các bạn cảm thấy khó, các bạn cứ bình luận cái số thứ tự câu hỏi bên dưới. Mình sẽ trả lời các bạn bằng comment hoặc là nếu nhiều câu hỏi thì mình sẽ gộp lại để trả lời các bạn bằng một cái video. Còn bây giờ thì cho mình xin quảng cáo thêm một chút nhé. Nếu mà các bạn đang muốn tìm hiểu về luật giao thông, về cách lái xe an toàn hay là về những cái phụ kiện hay là về cách chăm sóc xe thì mời các bạn truy cập vào cái website của mình với cái đường dẫn đó là phạmanhquang.com nha các bạn nhé. Thì trong này mình đã viết cả nghìn bài viết rồi, chia sẻ về luật giao thông, chia sẻ về cách lái xe an toàn, chia sẻ về những cái phụ kiện hữu ích cho xe ô tô. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể xem thêm mình ở trên kênh YouTube kênh TikTok hay là kênh Facebook đều với cái đường dẫn là A Còng Phạm Anh Quang 1908. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Phạm Anh Quang.